Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Em Miền Tây nha. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái món nữa, đó là làm bún tươi tại nhà ha. Em làm bún tươi màu trắng và một loại bún nữa là màu tím của khoai lang tím ha. Nếu quý cô chú, anh chị và các bạn thấy thích cái món bún này thì hãy vào bếp thực hiện cùng em nha. Cái sợi bún của em nó dài nè, dai ngon nữa ha. Nguyên liệu để chuẩn bị món bún đó là một chén bột gạo, một chén bột năng, chén nhỏ bột năng nha, và một ít muối ha, thêm một ít dầu ăn, và một trái chanh và một ít củ khoai lang tím em đã hấp xong nha, gọt vỏ là hấp xong. Và bây giờ em sẽ để cái phần bột này vào một cái tô để chúng ta trộn đều nha. Nếu như cả nhà thích cái phần mình bột mình nó dai hơn á thì chúng ta có thể là để cái bột năng nhiều hơn một chút. Và trộn đều lên ha. Rồi cho một cái phần nước vào cái nước này là nước ấm nha cả nhà, em đã đun sôi nè. À để một hơi á, nó còn ấm á. Em trộn bằng nước ấm nha. Bột của mình nó sẽ ngon hơn, nó mịn hơn nha. Em cứ cho nước vào từ từ như thế này và chúng ta canh ha. Không được để một lần, nếu như để một lần thì nó lỡ như nó bị nhiều quá thì cái phần bột của mình nó bị lỏng, nó không có làm được nha. Trộn đều lên. Và bây giờ em sẽ tiếp tục nhồi nha cả nhà. Nhồi cho cái phần bột này nó đều với nhau và mềm mịn lên ha. Rồi sau một lúc em đã nhồi được như vậy, chúng ta sẽ cho vào một ít dầu ăn ha. Bây giờ thì sử dụng bằng tay thôi, tại vì nhồi bằng cái bao tay nó rất là khó, cho nên là cả nhà thông cảm giúp em ha. Em nhồi bằng tay nè. Sau khi nhồi xong thì được cục bột như thế này, em sẽ chia ra làm hai phần. Một phần là em trộn với lại cái bột khoai lang ha, còn một phần nữa thì em để màu trắng nha. Cái phần để trộn bột khoai lang thì em dùng ít hơn cái phần màu trắng. Và bây giờ chúng ta sẽ trộn đều thật là đều lên nha. Nếu như thấy khô thì cả nhà cứ thêm nước vào ha, thêm nước một chút xíu vào để cho cái phần bột của mình dễ nặng ra hơn. Chút xíu mình dùng cái bịch ni lông nặng ra nó sẽ dễ hơn. Rồi cái phần bột khoai lang em đã nhồi xong, bây giờ tới cái phần bột trắng ha. Cho một ít muối vào nè. Rồi cho thêm một ít nước luôn. Chúng ta cứ cho thêm, mà nếu như thấy khô á thì chúng ta sẽ thêm một ít ha, để mình tạo cái cọng bún á nó dễ hơn ha. Đó, bây giờ em sẽ trộn đều thật là đều luôn. Đều như vậy là được nè cả nhà. Cả nhà thông cảm ha, tại vì mang bao tay á, em khó nhồi quá cho nên là em không có mang. Đó, bây giờ em cho một cái bịch như thế này, một cái bịch mình đựng đường hay là gì nè, và mình để vào một cái ca, sau đó thì cho cái phần bột này vào ha. Tiếp tục mình làm như vậy hai phần bột luôn, còn bột trắng và phần bột màu tím luôn. Cái màu tím thì nhìn nó rất là đẹp đúng không cả nhà? Đẹp lắm á. Sau khi làm xong, chúng ta cho bột vào trong một cái bịch như thế này. Rồi bây giờ em bắt một cái nồi nước và nặn nửa trái chanh vào ha. Cả nhà lưu ý nước sôi thật là sôi chúng ta mới cho cái phần bún vào, thì cái phần bún của chúng ta nó sẽ trong hơn ha và nó ngon. Để cho nước thật là sôi luôn nè. Rồi em đã chuẩn bị cho vào bột vào hai cái bọc á. Chúng ta sẽ dùng kéo và cắt một chút xíu ở trên một cái góc bịch như thế này để nặng ra. Chúng ta canh vừa cái sợi bún của mình á, to nhỏ tùy ý ha. Đó, và chúng ta sẽ bóp cái phần bột cho nó chảy xuống. Làm như thế này thì chúng ta sẽ làm ít thôi nha, để cái phần bột của mình á chín trước chín sau nó không có đều ha.
làm một ít thì ngưng lại, ngưng lại, và cái phần bột của mình khi nó nổi lên là bột đã chín ha. Lúc này thì chúng ta lấy cái giá này sẽ vớt ra ha. Em sẽ vớt cái phần này ra. Thấy em vớt cái phần này ra và để vào trong một cái thau nước đá ha. Nước đá lạnh em chuẩn bị nè, để vào trong đây cho cái phần bún của mình nó dai nó ngon hơn nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ làm hết cái phần bột còn lại ha. Cả nhà thấy dễ không? Rất là dễ làm ha. Cũng rất là ngon luôn. Rồi thì cái phần bột trắng của em đã làm xong rồi nè. Cả nhà thấy ngon không nè? Rất là ngon ha, sợi rất là dài nữa mà dẻo mịn nữa. Bây giờ em sẽ làm cái phần màu tím nha. Cái màu tím này thì màu tím của khoai lang tím á, rất là ngon luôn, đẹp mắt lắm cả nhà, rất là đẹp luôn á. Rồi thì cái phần này cũng như màu trắng vậy, khi chúng ta ngưng lại và cái phần bột á, nó nổi lên trên mặt son là cái bột của mình chín rồi ha. Bây giờ em sẽ vớt cái phần này ra nha. Đó, rất là đẹp nha. Cái màu tím khoai lang làm lên nhìn đẹp quá à. Rồi tương tự chúng ta sẽ làm cái phần bột còn lại á, cho hết cái phần bột còn lại nè. Em thích cái màu này ghê luôn á cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn á. Đó, nó nổi lên thiệt tình là rất là đẹp luôn. Rồi thì cái phần bún của em nè, sau một lúc em đã làm xong ha, hai cái màu, một màu trắng và một màu tím ha, nhìn rất là đẹp luôn nha. Cái cọng bún nó cũng dai lắm và rất là trong ha. Em ngâm ở trong nước đá nè, đợi khi nguội chúng ta sẽ vớt ra ngoài nha và rửa lại ha. Tại vì cái phần bún lúc nãy em có để dầu ăn á, cho nên chúng ta phải rửa cho nó sạch lại nha. Đây là phần bún của em sau khi để ráo. Cả nhà thấy không nè, nó rất là bóng ha, lại ngon nữa. Cái phần khoai lang này thì thơm lắm nha cả nhà. Nếu như trong cái mùa dịch này chúng ta muốn ăn bún mà không có đi mua được thì có thể làm tại nhà ha. Rất là ngon luôn nè. Em chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành cùng em trong thời gian qua. Rất mong được sự đồng hành của quý cô chú anh chị trong thời gian sắp tới nha. Còn cái video của em đã khá dài, em xin dừng tại đây nha. Nếu cả nhà thấy thích kênh, hãy cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực làm nhiều video tiếp theo hay hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha. Bye bye.